Rồi ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì lâu lắm rồi mình mới chơi lại vị tướng Tulane nha anh em. Hồi hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục team mid nha. Và kèo đối đầu của mình sẽ là với lại Yata nha. Còn Jona sẽ là người đang hỗ trợ cho mình. Toro thì sẽ là hỗ trợ cho Yata nha. Hai người cùng Gargam cùng lúc. Và ve Jona di chuyển trước các bạn. Rồi trên sẽ là cái kèo đối đầu giữa lại với lại Elsu với lại Joker nha. Rồi, mình cố gắng để mình ăn được cái con cua này các bạn. Để cho Yata nó cá ép. Rồi ok. Đường dưới sẽ là kẹo đầu. Ôi, dưới sẽ là kẹo đối đầu giữa là Nata với lại Nata với lại Murat nha các bạn. Rất là thú vị nha các bạn. Đường sẽ là đó. Ôi, đường sẽ là được kẹo đối đầu giữa Wonder Woman với lại là tự nhiên quên tên. Zephyr. Trời tự nhiên con Zephyr mà tôi quên tên. Ui, con Murat bị điền tớp mà bị người ta hạ ra bán. Ui nể luôn. Cái này toang rồi. Đánh được không? Quánh nó luôn. Ồ gì mà nó vẫn hạ được AD theo mình đó bạn. Công nhận khi mà thì phía áp sát đó, nó dùng cái chiêu chiêu gì đó quên tên này không nhớ nữa, lại quên nữa rồi. Nó chọt 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 xong là nó hồi máu giống như Ryuma vậy mà, nên hồi máu khá là nhiều nha. Gì tính băng trụ hút mình hay gì kìa 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 kìa. Rồi để coi Murat sẽ làm gì. Có ao nhây được không? Ôi ao nhây được các bạn. Ngon ngon nha, ngon nha. Được rồi, một điều. Đánh luôn. Tay mình đông hơn nữa. Đánh luôn, ui kéo trúng rồi. Ui nó tốc biến rồi. Ồ pha này thì lụm con trâu gấp bếp này đi. Để ta đi giờ đam chưa có nhiều bạn. Nên khi mà nó dồn vào hai thì tướng khá là dày máu của tay mình. Ui Elsu và đó thì mình lâu điểu không có đủ đam các bạn, mà Elsu bắn cái biển nhìn kích đủ đam không mày. Rồi, lập đèn nguyên của nó đi, mình bỏ một tướng lính mít rồi. Rồi bỏ bỏ luôn rồi mình đi về cái đã. Giờ phía nó lên nè, giờ phía nó lên nè, đánh luôn. Ôi về phía tướng tầng nằm á, ôi đông lắm, còn cái trụ thôi, về. Mỗi trụ thôi, không đánh được đâu. Ôi, voi lại lên bảng nữa rồi mấy bạn. Ôi đông đi rồi, nó bột phá kìa, bột phá lụm hai người luôn mấy bạn. Mình cũng hết mana rồi, thôi mình về. Rồi pha này chắc mất bù quá. Mà này mất bù rồi mấy bạn ơi. Rồi thôi, mình về mình. Bỏ đi, mình về mình dọn lính cái đó. Nãy giờ hơi thọt rồi đó. Tham gia giao tranh ở trên hơi nhiều rồi. Bỏ hai tên lính rồi. Ta ghét những kẻ không quyết đoán. Thế mình gì mà nãy giờ vẫn không ép được lấy được cái trụ đường trên của tem bạn à. Ít như vậy mà vẫn không lấy được cái trụ. Này Nathan là xuống luôn. Ôi trâu gì chưa chưa chết nè. Vậy thì cho một cái lô điểu. Cho bạn một cái lô điểu. Rồi về ôm mới chung ý rồi. Người chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Và này chắc
xong nữa rồi, vô với xong nó vô rồi. Ồ, vô chạy được mấy bạn. Con Toro công nhận trâu khiếp luôn á. Mình thì TDA của mình hiện tại là 301 rồi, khá là xanh rồi các bạn. Nhưng mà xài hao mana quá. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Và này xong chắc chắc xong Ulad rồi, nó biết ngay mà. Ta ghét những kẻ không quyết đoán. Biết mình đép được cái trụ này không nữa. Vòng băng xương mà đâu rồi, em đâu rồi, nhắc ăn kinh công này nè, hay mà. Thôi về 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 về, sao mà bắt được mình. Voi ơi xuống hỗ trợ AD nè voi ơi. Ủa thanh niên nó chảnh không vậy? Sao sao mà bắt được, sao mà bắt được AD thêm nó mà bắt. Ok mình vẫn giữ được, cái trụ này nha các bạn, nhưng mà hình như quên đỡ yếu máu hết rồi. Không mua gas làm gì vậy? Thôi ôi thanh niên ơi. Niên này bút bẩn rồi. Vẫn rồi. Trụ này chắc mất quá, sao thủ được. Em ăn hai người, con nguyên con lính châu kìa. Mà sao mãi được. Mẹ yếu nữa. Nè 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 nè, bắn trụ nè, bắn trụ. Ui không đủ đam kìa các bạn. Ôi lắm giá, ui này thì ao nhay, anh niên tính quay lại ao nhay mình các bạn. Nhưng mà làm sao được, từ nha, sắp hồi lôi điểu nè. Lên luôn, lên luôn. Ui không hạ được con do con trâu cả bạn. Bây giờ ta nó bay nữa rồi. Cái này chắc xong á. Xong con voi rồi. Ok. Thôi lùi 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 lùi. Ui đỡ cho mình đi. Ui rồi phải này. Công nhận Joker nó dùng một nó dùng vết thương đưa mục tiêu mạnh đó, khá là mạnh luôn á các bạn. Joker thì trong lối giải thì cũng sẽ được sử dụng khá là nhiều nha. Lên. Ôi mình vẫn không được. Ôi mua gas nó lại nó cắt ép cả cây thật chứ. Ôi pha này mình đâu mình chọn đồ, mình không để ý Nata các bạn. Tí nữa là lên bảng này. Không có tóc biến chắc mẹo rồi. Bắt nó đi, bắt Nata kìa. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Nice assist. Yeah. An enemy has been defeated. Rồi vô con chạy được, Ra ta kìa bốn, lụp nó luôn. Anh chạm đâu đấy. Rồi, sao xui là bắn được nha các bạn. Sao xui này gịch gịch là bắn là hơi bị ghê luôn á. Nó toàn là chí mạng không. Hết. Đó, mình ăn mạng hỗ trợ rồi, đây lối điểm nè. Rồi ok. Mình vẫn là mạng hỗ trợ luôn mấy bạn. Cao su bình bình nó giờ ăn khá là nhiều mạng rồi đó. Mà không sao.
cứ ăn mạng hay đừng fit là được rồi. Thì bây giờ công Thiên Quân giờ gặp Elsu sợ lắm, nỗi khiếp sợ của tem ta và niềm vui của tem bạn khi mà tem ta bích Elsu. Ui đầu thế, lùi 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 lùi. Rồi, cái này chắc xong rồi để úi được kìa. Ôi ngon nha. Ở đây này chất lượng đó. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Ta ghét những kẻ không quyết đoán. Gì? Đang chung nhắn là đòi ăn top 1 á. Bắt luôn rồi. Còn chiêu nào lụm nó luôn đi mấy bạn ơi. Ok. Lụm luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Cái mình đông hơn nè. Thì mình quá trời chiêu luôn, quá nhiều hướng luôn các bạn. Eo dù lan mạng nữa kìa. Thôi lùi 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 lùi. Voi thì cũng ăn được ba cái mạng liên tục rồi. Quá thơm. Lôi điểu, lôi điểu. Ok, đủ đủ đam nha các bạn. Mình đỡ hay vậy, hay chứ. Lấy chủ đi, lấy chủ đi, lấy chủ hả? Lấy chủ rồi về được rồi. Quánh luôn hả? Quánh thì bắn chủ nha, bắn bắn chủ đi, em xuống bắn chủ giờ nó bắn. Nó là bắn thằng thủ đô nữa kìa các bạn. Thôi vậy thôi về. Thiếu máu hết trơn rồi, còn dưới nửa cây máu không à. Về đi. Rồi bây này mình nghĩ chắc xong con voi quá. Con voi vẫn chạy được các bạn ơi. Rồi mình cố gắng mình ở lại mình ăn con bù xanh này cái đã. Ôi đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Để tôi ăn bù xanh nhé anh em ơi. Rồi ok, rồi tôi ra nè, tôi ra chơi. Chơi thế nè. Chơi thế nè, ồ quên rồi đang bán rồi. Ok, giật điện chết luôn. Đậm luôn. U đông gì? Ui rồi 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 rồi. Ôi rồi 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 rồi. Murad chẳng chạy được các bạn. Combat không có ai hả? Đúng rồi, ta đang ăn bùi xanh mà. Ta đang lấy mana nên ra hồi chiêu mà. Từ cái combat cấp gì dữ vậy? Đợi đủ người đi đánh thì ta, ta mình bây giờ có trong nào hóa giải cấm chế mà. Thì Tu nó dậm thì mình đâu có sợ đâu các bạn. Với lại trong na là lên thêm cái giải nữa chứ. Đó bởi vì Tu mà có dậm vô thì mình còn có giải, mình còn có chiêu chiêu ba giải của chú vô con bán đôn mà. Nên mình quá nhiều lợi thế luôn rồi. Thì mình có khống chế nhưng mà thêm mình có người giải khống chế các bạn. Rồi rồi rồi, quánh với mình thì lên bảng luôn mà. Ui ui là màn hỗ trợ nữa kìa. Lên luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, bọc đầu luôn, bọc đầu luôn. Quánh luôn, đừng cho đi, đừng cho đi, đừng cho đi. Ui cái số đấu. Ui nó trâu kìa các bạn. Một cái này mình không. Rồi 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 rồi. Đúng là trâu siêu lực rồi chứ. Rồi 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 rồi. Bắn đi su bắn đi. Đây bây giờ nó bay ra nó dậm á. Đây 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 đây. Đó thấy không nó bay. Rồi ra ta bay học bay. Quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn. Rồi ok. Đậm được cái mạng của. Hãy luôn coi coi đằng này luôn nè. Một mạng nữa, hai mạng luôn các bạn, quá thơm. Rồi quên được rồi, đâu vậy? Quên được rồi. Ui giờ ta nó bay rồi, cái này xong quá. Biết ngay mà. Rồi ok. Vẫn lậm những cái mạng của gia ta các bạn. Quên nè. Quên.
Ơ kìa, mày ơi đi ăn minh công vậy, lên bảng 4 người rồi nè. Thiệt tình chứ, hồi đem nó ra luôn rồi coi, lấy chủ không lấy chủ kịp, không có đam tay đâu. Rồi ông quên đời, người ta quấn ở đây là có quên đời là win bà nó rồi. Nên nè đánh cái gì đánh sao á, Phải là người ta bốn ôn nãy cái nó ôn là lên bảng hết 5 đứa rồi đó. Rồi lập này luôn đi, rồi ok thôi, lùi 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 rồi. Ôi hay kìa, hai được nhốt cơ luôn kìa, quá thơm rồi. Nhưng mà bọc phá vô đó là toang rồi. Lần này thì sách nhà ống này nữa, rồi đóng thêm cái băng sách nữa luôn mấy bạn. Trận này thì mình thấy là Toro đánh khá là hay nha các bạn. Win luôn được không? Win luôn được không? Ồ, vẫn chưa win được nữa. Ôi, thêm sao á? Lúc còn win không win thì lại đi cái ăn công. Rồi ok, chí mạng luôn. Thiếu máu thì rồi còn trăm máu hay không rồi sao đánh? Sao mà đánh được, thôi lùi đi, lùi đi, sao đánh được. Ui đây ta bị hụt các bạn, ai đây cứu được, ai đây cứu được. Voi khá là trâu nha các bạn. Ủa voi không biết có lên cái phù chú trường sinh chưa nữa. Rồi Mugat mất cái giáp hồi sinh luôn. Thôi về ăn kinh công đi, về ăn kinh công, về ăn kinh công. Rồi cái lúc mà cần win thì nó không win, có lúc cần ăn nghinh công ấy, nó gọi là không ăn nghinh công. Dạ ăn su kìa, bạn coi ăn su kìa, nhanh 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 nhanh, nó ra nhanh nhanh nhanh. Rồi ok mình ăn được luôn rồi, về 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 rồi mình có bột xanh luôn nè, không xanh là thơm à. Thả đi thả đi thả đi, dưới đi thả đi dưới đi. Thôi về đi voi ơi, chưa kinh công nó chưa chạm trụ mà. Thánh thần ơi, chưa chạm trụ nó ra kìa. Ui pha này lạng ngoạn không được đâu nha. Căng rồi đó. Ôi nó ta hết, quánh. Ui quánh Nata luôn rồi rồi rồi. Ui cái băng thương kìa. Rồi ok mình làm được Nata luôn các bạn. Mười mạng luôn rồi, ok 11 mạng luôn. Rồi lụm luôn rồi còn gì nữa mà khóc cái sợ. Win. Cái lúc cần win thì nó không win, tí nữa là bị lật kèo rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé, bye bye.